Số 310, Kinh Đại Bảo Tích, quyển 17, đời Đại Đường, Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí. Pháp hội thứ 5, Như Lai Vô Lượng Thọ phần 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Sa Quật, cùng chúng đại tỳ kheo 12.000 người đều hội họp. Các ngài này đều là bậc đại thanh văn được nhiều người biết đến, đó là Tôn giả A Nhã Kiêu Trần Như, Tôn giả Mã Thắng, Tôn giả Đại Danh, Tôn giả Hữu Hiền, Tôn giả Vô Cấu, Tôn giả Danh Văn, Tôn giả Thiện Sân, Tôn giả Phiên Mãn, Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề, Tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tôn giả Già Gia Ca Diếp, Tôn giả Na Đề Ca Diếp, Tôn đã Maha Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Maha Mục Ca Chiên Diên, Tôn giả Maha Kiếp Tân Na, Tôn giả Maha Châu Na, Tôn giả Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, Tôn giả A Nâu Lâu Đa, Tôn giả Ly Bà Đa, Tôn giả Nan Đà, Tôn giả La Hầu La, Tôn giả A Nan Đà. Các tôn giả này đều là bậc thượng thủ. Lại có chúng đại Bồ Tát như Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát Di Lặc và các đại Bồ Tát trong hiền, trong kiếp hiền trước sau vây quanh Phật. Lại cùng hiền hộ 16 vị chánh sĩ đều hội họp. Đó là các Bồ Tát Thiện Tư Duy Nghĩa, Bồ Tát Tuệ Biện Tài, Bồ Tát Quán Vô Trụ, Bồ Tát Thiện Hóa Thần Thông, Bồ Tát Quan Trạng, Bồ Tát Trí Thượng, Bồ Tát Tịch Can, Bồ Tát Tuệ Nguyện, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Bảo Tràng làm thượng thủ. Các đại Bồ Tát này đều tuân tu hành Phổ Hiền, đầy đủ tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, an trụ trong tất cả công đức, đến bờ Phật Pháp rốt ráo kia, nguyện ở trong tất cả thế giới thành đẳng chánh giác, là nguyện sinh cung trời đấu xuất, ở đó thọ chung giáng sinh ở hông bên phải, hiện đi bảy bước phóng ánh sáng lớn chấn động khắp thế giới mà sướng lên rằng: Nơi tất cả thế gian, ta là tôn quý hơn cả, Đế Thích và Phạm Thiên đều đến thân cận cúng dường, lại hiện học tập sáu pháp kỹ nghệ hơn người, ở vương cung nhàm chán năm dục, thấy người già bệnh chết, liền biết đời là vô thường, rồi bỏ ngôi vua vượt thành học đạo. Cởi lụa là chuỗi ngọc, mặc y hoại sắc, khổ hạnh 6 năm, ở cõi năm trượt này có thể thể hiện như vậy, vì thuận theo thế gian, đến tắm tại sông Ni Liên, rồi đi tới đạo tràng, Long Vương ca tụng ngân tiếp. Các Bồ Tát đi nhiễu bên phải ngợi khen, lúc đó Bồ Tát nhận lấy cỏ từ tay rải dưới cội cây Bồ Đề, rồi ngồi kiết già. Lại hiện quân ma bao vây làm hại, dùng sức định tuệ hàng phục ma oán thành bậc vô thượng chánh giác. Phạm Vương thịnh chuyển pháp luân dũng mãnh vô ý. Âm thanh của Phật vang đền, đánh trống pháp, thổi loa pháp, dựng tràng pháp, thắp đuốc pháp, nhiếp chánh pháp và các thiền định, mưa pháp vũ, nhuần thấm quần sinh, chấn động sấm pháp, khai ngộ tất cả cõi nước. Quang minh chiếu khắp thế giới, mặt đất rúng động, cung ma sụp đổ. Ma vương ba tuần kinh sợ, phá giặc phiền não, xe lưới tà kiến, xa rời ác pháp, sinh lớn thiện pháp. Với món đồ ăn của tính thí có thể ăn, có thể tiêu, vì điều phục chúng sinh mà tuyên dương diệu lý, hoặc lại mỉm cười, trên đỉnh phóng 100.000 tia sáng hào quang rực rỡ, tỏ kiết Bồ Đề, hoặc thành Phật Đạo. Hiện nhập Niết Bàn, khiến vô lượng hữu tình, đòi được quả vô lậu, thành thục căn lành, cho vô biên Bồ Tát. Trong tất cả cõi Phật đều có thể tỷ hiện như vậy. Ví như nhà ảo thuật biết rõ ảo thuật có thể hiện ra những tướng nam nữ, ở trong các tướng ấy thật chẳng thể nắm bắt được. Cũng vậy, các Bồ Tát khéo học vô biên ảo thuật công đức, nên hay thị hiện biến hóa, hay khéo biết rõ đạo biến hóa, nên ở các cõi nước hiện đại từ bi, để có thể lợi ích tất cả quần sinh, thành tựu vô biên hạnh nguyện Bồ Tát, thông đạt bình đẳng vô lượng nghĩa môn, tu thành đầy đủ tất cả pháp lành, bình đẳng thẳng vào trong các cõi Phật, theo được chư Phật khuyến tấn và gia hộ oai thần, được tất cả Như Lai rõ biết ấn khả, vì giáo hóa các Bồ Tát mà làm A-sa-lê, thường tu tập thành tựu vô biên công hạnh, thông đạt tất cả pháp giới hạnh, hay biết rành rễ hữu tình và cõi nước, cũng thường đi đến cúng dường chư Phật, hiện các thứ thân hình như là ảnh tượng, khéo học nhân đà la võng, phá lưới ma, hoại các lưới tà kiến vào lưới hữu tình, vượt qua khỏi quyến thuộc phì não, bạn ma dân ma, hơn hẳn bậc thanh văn ba bích chư Phật, nhập môn không, vô tướng và vô nguyện, mà hay an trụ phương tiện thiện xảo, chẳng hề thích niết bàn của nhị thừa, được các tám muội không sinh không diệt và các môn đà la ni, các căn quảng đại biện tài quyết định, nơi tạng pháp bồ tát hay biết rõ Phật hoa tam muội,
tùy thời ngộ nhập, đối tất cả các thứ thiền định sâu xa, tất cả chư Phật đều hiện ra trước. Trong khoảng một niệm đi khắp cõi Phật, quanh vòng qua lại vẫn chẳng khác thời gian, đối với nạn và không nạn cả hai bên đều biết rõ, diễn bày thực tế, khéo biết sai biệt được Phật biện tài trụ hành phổ hiền, hay phân biệt rõ ngôn ngữ của chúng sinh, vượt hơn tất cả pháp thế gian, biết rành tất cả pháp xuất thế, được tư cụ tự tại Ba La Mật Đa, gánh vác các loài hữu tình, làm bạn không mời, có thể chấp trì pháp tạng của tất cả Như Lai, an trụ chẳng dứt chủng tánh tất cả Phật, thương mến hữu tình, mở bày pháp nhãn cho họ, bích cửa ác đạo, mở cửa thiền đạo, với tất cả hữu tình, xem như cha mẹ anh em, lại xem chúng sinh không khác thân mình, chứng được tất cả khen ngợi công đức Ba La Mật Đa, khéo biết rõ, khen ngợi tất cả công đức của Như Lai và khen ngợi công đức Pháp. Chúng đại Bồ Tát vô lượng vô biên như vậy đều đến hội họp. Bây giờ Tôn giả A Nan từ tòa ngồi đứng dậy, tề chỉnh y phục, để ở vai áo bên phải, có bên phải quỳ sát đất chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thân xác các căn của Phật đều thanh tịnh, uy quang rực rỡ, khác nào như một khối vàng nung, là như một tấm gương sáng ngời mà từ trước đến nay con chưa từng thấy. Vui mừng được chiêm ngưỡng sinh lòng hiếm có, Thế Tôn ngày nay nhập đại tịch tỉnh, làm hạnh Như Lai thể đều viên mãn, khéo hay kiến lập hạnh đại trượng phu, nhớ nghĩ chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Thế Tôn vì sao nghĩ như thế ấy? Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, nay ông làm sao biết được nghĩa ấy? Hay là có chư thiên đến bảo ông chăng? Hay là ai do thấy ta và tự biết? Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, con thấy điểm ánh sáng hy hữu của Như Lai, cho nên con nghĩ như thế mà hỏi Thế Tôn, chứ không phải do chư thiên mà hỏi Đức Thế Tôn. Phật bảo A Nan, lành thay, ông nay thích muốn hỏi, phải là có được biện tài quan sát vi diệu mới có thể hỏi được Như Lai nghĩa như thế. Ông là người bị tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, và trụ nơi đại bi lợi ích chúng sinh như hoa ưu đàm hiếm có, đại sĩ xuất hiện thế gian. Mới hỏi được nghĩa ấy là vì thương xót lợi ích các chúng sinh, nên mới có thể hỏi Như Lai nghĩa như thế. Này A Nan, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác khéo hay khai thị vô lượng trí kiến. Vì sao? Vì trí kiến của Như Lai không có chướng ngại. Này A Nan, Như Lai ứng chánh đẳng giác muốn trụ ở thế gian, có thể trụ vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha kiếp, chỉ như trong thời gian ăn chừng khoảnh khắc. Nếu lại tăng hơn số lượng như trên, mà thân và các căn của Như Lai không hề có sự tăng giảm. Vì cớ sao? Vì Như Lai chứng đắc tam muội tự tại đến được ở bờ bên kia, nên đối với các pháp được tự tại thù thắng. Vì thế này A Nan, nghe cho kỹ, nhớ nghĩ cho khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. A Nan bạch Phật, vâng thưa Thế Tôn, con nguyện rất muốn được nghe. Bây giờ Phật bảo A Nan, đời quá khứ xa xưa A Tăng Kỳ vô số đại kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Nhiên Đăng. Trước Đức Phật ấy vô lượng vô số kiếp có Đức Phật khổ hạnh xuất hiện ở đời. Trước Phật khổ hạnh lại có Đức Như Lai hiệu là Nguyệt Diện. Trước Phật Nguyệt Diện vô số lượng có Đức Phật Chiên Đàn Hương. Trước Đức Phật Chiên Đàn Hương có Đức Phật Tô Mê Lư Tích. Trước Đức Phật Lư Tích lại có Đức Phật Diệu Cao Kiếp. Như thế trở lên có Đức Phật Ly Cấu Diện, Đức Phật Bất Nhiễm Ô, Đức Phật Long Thiên, Đức Phật Sơn Thanh Vương, Đức Phật Tô Mê Lư Tích, Đức Phật Kim Tạng, Đức Phật Chiếu Diệu Quang, Đức Phật Quang Đế, Đức Phật Đại Địa Chủng Tánh, Đức Phật Quang Minh Xí Thạnh Lưu Ly Kim Quang, Đức Phật Nguyệt Tượng, Đức Phật Khai Phu Hoa Trang Nghiêm Quang, Đức Phật Diệu Hải Thắng Giác Du Hí Thần Thông, Đức Phật Kim Cang Quang, Đức Phật Đại A Già Đà Hương Quang, Đức Phật Xả Ly Phiền Não Tâm, Đức Phật Bảo Tăng Trưởng, Đức Phật Dũng Mãnh Tích, Đức Phật Thắng Tích, Đức Phật Trì Đại Công Đức Pháp Thí Thần Thông, Đức Phật Ánh Tệ Nhật Nguyệt Quang, Đức Phật Chiếu Diệu Lưu Ly, Đức Phật Tâm Giác Hoa, Đức Phật Nguyệt Quang, Đức Phật Nhật Quang, Đức Phật Hoa Anh Lạc Sắc Vương Khai Phu Thần Thông, Đức Phật Thủy Nguyệt Quang, Đức Phật Phá Vô Minh Ám, Đức Phật Chân Châu Sang Hô Cải, Đức Phật Đệ Sa, Đức Phật Thắng Hoa,
Đức Phật Pháp Tuệ Hống, Đức Phật Hữu Sư Tử Hống Nghe Nhãn Thanh, Đức Phật Phạm Âm Long Hống. Như thế, những Đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, kiếp số cách nhau đều hơn số lượng trước đó. Trước Đức Phật Long Hống chưa ra đời vô lượng số kiếp, có Đức Phật Thế Trụ. Trước Đức Phật Thế Trụ vô biên, số kiếp có Đức Phật ra đời, hiểu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Tiền Tệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Trường Phu, Điều Ngự Sĩ, Thư Nhân Sư Phật Thế Tôn. Chúng con xin đền đầu đảnh lễ các Đức Phật mà Thế Tôn vừa kể. Này A Nan, trong pháp của Đức Phật kia có một vị tỳ kheo tên là Pháp Sứ, có hạnh nguyện thù thắng và niệm tuệ lực tăng thượng. Tâm bị đó kiên cố bất động, phúc trí thù thắng, nhân tướng đoan nghiêm. Này A Nan, vị tỳ kheo Pháp Sứ kia đi đến chỗ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, để hở vai áo bên phải, đảnh lễ sát chân của Phật, hướng Phật chắp tay khen ngợi rằng: Quang minh vô lượng của Như Lai, tất cả thế gian không ví được. Mặt trời, mặt trăng, bóng ma ni, ánh quang của Phật đều che hết. Thế Tôn hay diễn chỉ một âm, hữu tình các loài đều tùy hiểu. Lại hay hiện một thân diệu sắc, khiến cho chúng sinh tùy loại thấy. Giới định tuệ tinh tấn đa văn, tất cả hữu tình không bằng được. Tâm chảy giác tuệ như biển lớn, biết suốt được cả pháp rất sâu. Tận hoặc tội lỗi đáng thọ cúng, như thế Thánh Đức chỉ Thế Tôn, Phật có đại uy quang thù thắng, xoay khắp mười phương vô lượng cõi. Con nay khen ngợi các công đức, mong mỏi phúc đức bằng Như Lai, hay cứu tất cả các thế gian, sinh già bệnh chết mọi khổ não. Nguyện sẽ an trụ Tam Ma Địa, diễn thuyết thế giới các pháp môn, nhẫn nhục tinh tấn và định tuệ, sẽ mau sau sẽ thành Phật độ chúng sinh. Vì cầu vô thượng đại bồ đề, cúng dường mười phương chư diệu giác, trăm ngàn câu chi na do tha, hơn cả số lượng các sông Hằng, lại nguyện sẽ được đại thần quang, rồi soi cả Phật như hằng xa, và lấy vô biên thắng tấn lực, cảm được thù thắng quảng tịnh cư. Như vậy trong vô lượng cõi Phật, làm lợi ích quần sinh an ổn, đại sĩ tối thắng trong mười phương, ai nấy lòng mừng được vãng sinh, chỉ Phật thánh trí mới biết được. Nay con mong cầu sức kiên cố, ví chìm vô giá các địa ngục, như thế nguyện trọn chẳng hư, đức vô ngại trí khắp thế gian, xin hiểu lòng con là như thế. Lại nữa này A Nan, tỳ kheo Pháp Sứ khen ngợi công đức của Đức Phật rồi bạch, bạch Thế Tôn, con lại phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy xin Thế Tôn vì con diễn nói những pháp như thế, khiến cho thế gian được thành đạo đại bồ đề không gì sánh bằng, đủ để nhiếp thọ thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Đức Phật bảo vị tỳ kheo: ông nên phải tự thanh tịnh cõi Phật. Pháp Sứ bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không có uy lực để tự nhiếp thọ được, chỉ xin Như Lai nói sự thanh tịnh trang nghiêm ở các cõi Phật khác, chúng con nghe rồi thệ nguyện sẽ viên mãn. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì đó rộng nói 21 ức thanh tịnh Phật độ trang nghiêm đầy đủ, khi nói pháp ấy trải qua một ức năm. Này A Nan, tỳ kheo Pháp Sứ ở trong 21 ức cõi Phật kia, nơi nào có sự nghiêm tịnh hết đều nhiếp thọ. Khi đã nhiếp thọ rồi, đầy đủ năm kiếp suy nghĩ tu tập. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai kia thọ lượng được bao nhiêu? Đức Thế Tôn bảo: Đức Phật kia thọ lượng đủ 40 kiếp. Này A Nan, 21 câu chi cõi Phật kia, tỳ kheo Pháp Sứ còn nhiếp thọ cõi Phật hơn cả số lượng kia. Khi đã nhiếp thọ như thế rồi, liền đi đến chỗ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đảnh lễ sát hai chân Phật, đi quanh Phật 7 vòng, rồi đứng về một bên bạch. Bạch Thế Tôn, con đã nhiếp thọ đầy đủ công đức trang nghiêm cõi Phật. Đức Phật dạy, nay chính là thời gian mà ông nên nói đầy đủ, khiến cho chúng hội đều được vui mừng, cũng khiến cho cả đại chúng sẽ nhiếp thọ viên mãn cõi Phật. Pháp Sứ bạch: bạch Thế Tôn, xin Đức Đại Từ để tâm nghe cho, con nay sẽ đem nói nguyện thù thắng này. Giả sử khi con thành Phật, nước con còn có địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người trước con, sau khi mạng chung còn trở lại ba ác đạo, thì con nguyện chẳng thành chánh giác.
Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con chẳng đều thân màu vàng đồng, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con sắc thân chẳng đồng, có kẻ xấu người đẹp, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở trong nước con chẳng biết tốt mạng, ít nhất là biết sự việc trong trăm ngàn ức nên do tha kiếp, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con chẳng được thi nhãn, thấy được trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chư Phật và chẳng thọ trì hết, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết tâm niệm của chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con chẳng được thần túc khoảng một niệm qua đến trăm ngàn ức na do tha nước Phật, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con nếu sinh lòng tưởng nghĩ tham chấp thân thể, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con nếu chẳng nhất định thành Phật chứng đại niết bàn, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, quang minh có hạn lượng, chẳng chiếu trăm ngàn ức na do tha cõi nước Phật, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, thọ mạng còn có hạn lượng, trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng thanh văn trong nước con mặc có người tính đếm được, cho đến chúng sinh trong cõi đại thiên đều thành bậc duyên giác, cùng nhau chung tính đếm suốt trăm ngàn kiếp mà biết được số lượng ấy, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người trong nước con thọ mạng không có hạn lượng, trừ họ có bản nguyện dài ngắn tự tại, nếu chẳng như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con mà còn nghe danh từ bất thiện, thì con chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng đều ngợi khen xưng tụng danh hiệu của con, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tinh ưa muốn sinh về nước con cho đến mười niệm, nếu không được sinh thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng sinh ở mười phương phát tâm bồ đề, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sinh về nước con. Lúc họ mạng chung, con và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ, nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng sinh ở mười phương nghe danh hiệu của con, chuyên nhớ nước con, trồng những cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sinh về nước con, mà chẳng được tọa nguyện thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người ở nước con chẳng đều đầy đủ 32 tướng đại nhân, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sinh về nước con đều rốt ráo đạt được bậc nhất sinh bổ xứ, trừ người có bản nguyện tự tại hóa độ. Vì chúng sinh mà mặc áo, mặc giáp hoàng thể chứa công đức hóa độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hằng xa vô lượng chúng sinh, khiến họ được an lập nơi đạo chánh chân vô thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức phổ hiền. Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, Bồ Tát trong nước con nương thần lực Phật đi cúng dường chư Phật, khoảng bữa ăn nếu không đến khắp vô số vô lượng ức na cho tha cõi nước, thì con chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, Bồ Tát trong nước con ở trước chư Phật hiện công đức mình, nếu những thứ dùng để cúng dường không có đủ theo ý muốn, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, Bồ Tát trong nước con chẳng thể chuyển nói nhất thiết trí, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, Bồ Tát trong nước con chẳng được thân kim cang na la diên, thì con nguyện chẳng thành chánh giác.
Giả sử khi con thành Phật, hàng trời, người và tất cả vạn vật trong nước con trang nghiêm thanh tịnh, sáng rỡ, hình sắc đặc biệt, tột vi diệu không ai lường biết được. Dù là có thiên nhãn mà biện biệt được danh số ấy, thì có nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật Bồ Tát trong nước con cho đến người công đức ít nhất, mà chẳng thấy biết đạo tràng, thọ màu sáng vô lượng cao 400 muôn dặm, thì có nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật Bồ Tát trong nước con nếu đọc tụng, thọ trì duyên thiết kinh pháp mà chẳng được trí tuệ biện tài, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật trí tuệ biện tài của Bồ Tát trong nước con mà có hạn lượng, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật nước con thanh tịnh, xóa thấy tất cả vô lượng vô số, chẳng thể ghi bàn thế giới chư Phật mười phương, như gương sáng soi, hiện hình gương mặt. Nếu không như vậy, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, lâu đài, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật trong nước con, đều dùng vô lượng châu báu, trong ngàn thứ hương hợp lại, làm thành xinh đẹp kỳ lạ hơn hàng trời người. Hương ấy xông khắp vô lượng thế giới mười phương. Bồ Tát nghe mùi hương ấy đều tu hạnh Phật. Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, những loài chúng sinh của vô lượng chẳng thể nghĩ bàn thế giới mười phương được quang minh con chiếu đến thân. Thân họ nhu nhuyến chẳng hơn hẳn hàng trời người. Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, những loài chúng sinh của vô lượng chẳng thể nghĩ bàn thế giới mười phương, nghe danh hiệu con mà chẳng được các pháp tổng trì của Bồ Tát, do sinh pháp nhẫn của Bồ Tát, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng nữ giới của vô lượng chẳng nghĩ bàn thế giới mười phương, nghe danh hiệu của con, vui mừng, tin ưa phát tâm Bồ Đề, nhàm ghét thân người nữ, nếu sau khi chết mà họ còn sinh thân người nữ lại, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng chẳng nghĩ bàn thế giới mười phương, thế giới, nghe danh hiệu của con sau khi thọ chung, thường tu phạm hạnh đến thành Phật đạo, nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người trong vô lượng chẳng thể nghĩ bàn thế giới mười phương, nghe danh hiệu của con rồi năm bóp gieo xuống đất, cúi đầu vái lại vui mừng, tin ưa tu hạnh Bồ Tát, thì được chư thiên và người đời đều kính trọng. Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người trong nước con vốn được y phục, liền tùy nguyện hiện đến, y phục đẹp đúng pháp như Phật khen ngợi, tự nhiên ăn mặc trên thân, nếu còn phải may cắt nhuộm giặt, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, hàng trời người trong nước con hưởng thọ khoái lạc, chẳng như bậc lậu tận tỳ kheo, cho con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, Bồ Tát trong nước con tùy ý muốn thấy vô lượng nước Phật trang nghiêm thanh tịnh mười phương, thì liền được tọa nguyện, đều được soi thấy ở trong những cây báu, như thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng. Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh hiệu của con, từ đó đến lúc thành Phật, nếu các căn thân còn thiếu xấu, chẳng được đầy đủ thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh hiệu của con, thể đều chứng được thanh tịnh giải thoát tam muội. Khoảng một lúc phát ấy, cúng dường vô lượng chẳng thể nghĩ bàn chư Phật Thế Tôn, mà không mất tâm chánh định. Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh hiệu của con, sau lúc thọ chung sinh nhà tôn quý, nếu không như vậy thì có nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh hiệu của con, vui mừng hớn hở tu hạnh Bồ Tát, đầy đủ cội công đức, nếu không như vậy thì có nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh hiệu của con, thể đều chứng được tam muội bình đẳng, an trụ trong tam muội này, luôn cúng dường vô lượng vô số cho Phật cho đến đạt đạo Bồ Đề không thoái chuyển,
Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát trong nước con tùy chí nguyện của mỗi người muốn được nghe Pháp, liền tự nhiên được nghe. Nếu không như vậy thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh hiệu của con mà chẳng liền được đến bậc không thoái chuyển, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh hiệu của con mà chẳng liền được pháp nhẫn thứ nhất, pháp nhẫn thứ hai và pháp nhẫn thứ ba, nơi các Phật pháp chẳng liền được bậc không thoái chuyển, thì con nguyện chẳng thành chánh giác. Khi ấy, Phật bảo A Nan: Tỳ kheo pháp xứ kia, ở trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phát nguyện như thế rồi, nhờ uy thần của Phật mà nói bài tụng rằng: Nay đối Như Lai phát hoằng nguyện, ngày sau chứng vô thượng Bồ Đề, nếu không đầy đủ các nguyện trên, chẳng thành thập lực vô thượng tôn, tâm không tham thượng hay bố thí, rộng giúp nghèo cùng khỏi mọi khổ, lợi ích thế gian khiến an vui, chẳng thành ngôi pháp vương cứu đời, con chứng Bồ Đề ngồi đạo tràng, tiếng đồn không khắp mười phương giới, vô lượng vô biên cõi Phật khác, chẳng thành thập lực thế trung tôn, mới đến vô thượng đại Bồ Đề, xuất gia tham cầu nơi dục cảnh, niệm tuệ kia chẳng chịu siêng làm, chẳng làm điều ngự thiên nhân sư, nguyện được Như Lai vô lượng quang, khắp soi mười phương các cõi Phật, nguyện diệt tất cả tham giận si, đoạn cả thế gian các ác thú, nguyện được mở sáng con mắt tuệ, ở trong các cõi phá tối tâm, trừ diệt các nạn khiến không còn, ở yên trời người có đại uy. Tu tập bản hạnh thanh tịnh rồi, là được vô lượng thắng uy quang, trời, trăng, chư thiên, lửa, mani, chỗ có ánh sáng đều soi mờ. Trường phu tu hành bậc tối thắng, với nghèo cùng kia là khó thấy, tròn đầy thiện pháp không ai sánh, sư tử hống trong cả đại chúng. Sư kia cúng dường Phật Nhiên Đăng, nhiều kiếp siêng tu mọi khổ hạnh, vì cầu các tuệ uẩn tối thắng, đầy đủ bản nguyện trời người tôn. Trí kiến Như Lai không chỗ vướng, tất cả hữu vi đều tỏ suốt, nguyện con thành Phật không ai bằng, trí giả tối thắng chân đạo sư, nếu con sẽ chứng đại Bồ Đề. Hoằng nguyện như thế thật viên mãn, nguyện động tam thiên đại thiên giới, thiên cung trên không đều mưa hoa, lúc ấy đại địa đều chấn động, thiên hoa cổ nhạc khắp trên không. Mưa ra chiên đàn và hương bụi, sướng rằng vị lai sẽ thành Phật. Phật bảo A Nan: Tỳ kheo pháp xứ kia, ở trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai và các trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, rộng phát đại hoằng thệ nguyện như thế, đều đã được thành tựu hiếm có ở thế gian, phát nguyện như thế rồi, như đã thật an trụ công đức, đã đầy đủ trang nghiêm uy đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật. Khi tu tập hạnh Bồ Tát như thế, trải qua vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn, không ức na do tha trong trăm ngàn kiếp, chưa bao giờ từng khởi tưởng tham giận ngu si tham dục, làm hại và giận tức, không khởi tưởng sắc thanh hương vị xúc. Đối với mọi chúng sinh thường yêu mến kính trọng như thân thuộc, tánh khí ôn hòa rất dễ ở chung. Nếu có người đến cầu gì đều không nghịch ý, khéo nói khuyên dụ, không điều gì chẳng vừa lòng, giúp đỡ của cải nuôi dưỡng thân mạng cho họ, thường thiểu dục tri túc, ở nơi tịch tỉnh, tâm thức thông minh, không có kiêu vọng, tánh khí điều thuận, không có bạo ác. Đối với các loài hữu tình, thường mang lòng từ bi nhẫn nhục, tâm không dối trá, cũng không lười biếng, khéo nói sách tấn, cầu các bạch pháp, các vị quần sinh, dũng mãnh không lùi, lợi ích thế gian, đại nguyện viên mãn, phụng sự sư trưởng, tôn kính Phật Pháp Tăng. Đối với Bồ Tát hạnh, thường mặc áo giáp, chí ưa tĩnh lặng, lìa các nhiễm trược. Vì chúng sinh thường tu bạch pháp, ở trong thiện pháp làm thượng thủ, trụ không, vô tướng, vô nguyện, không tạo tác, không sinh, không khởi, không diệt, không có kiêu mạn. Bậc chánh sĩ ấy khi hành Bồ Tát đạo, thường giữ lời nói năng, không nói lời hại người, hại mình, dùng ngữ nghiệp lợi mình và người. Nếu vào thành vua hoặc làng xóm, thì thấy các sắc tâm không nhiễm trược,
Vì tâm thanh tịnh nên không yêu, không giận. Khi ấy Bồ Tát đối với đàn Na Ba La Mật Đa đã tự làm rồi, lại hay khiến người khác làm tuệ thí, như thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm hai hạnh trước đều được viên mãn, do thành tựu được các căn lành như thế. Cho nên, sinh chỗ nào cũng có vô lượng ức na cho ta, kho báu ẩn hiện ra, Bồ Tát lại khiến vô lượng vô số, vô biên số chẳng kể thể nghĩ bàn, bao nhiêu các loài chúng sinh ăn trụ nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như thế vô biên các chúng Bồ Tát. Như thế vô biên các Bồ Tát chúng khởi các diệu hạnh cúng dường phụng sự các Thế Tôn cho đến khi thành Phật đều không thể dùng ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được, hoặc làm luân vương, đế thích, trời Tô Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Thiện Hóa, trời Tam Hóa Tự Tại, trời Đại Phạm Thiên Vương đều hay phụng sự cúng dường chư Phật và hay tịnh Phật chuyển pháp luân, hoặc làm vua cõi chim phù đề và các trưởng giả, tể quan Bà La Môn, Sát Đế Lợi. Trong các chủng tánh ấy đều hay tôn trọng cúng dường chư Phật, lại hay diễn nói vô lượng pháp môn. Từ đó sẽ mãi bỏ thế gian thành vô thượng giác. Song Bồ Tát kia thường hay lấy y phục, đồ nằm, thức uống ăn, thuốc thang thượng diệu, suốt đời cúng dường tất cả Như Lai để cho Như Lai được an vui. Như thế các loại căn lành đều viên mãn, không thể dùng ngôn ngữ nói cho hết được ngàn mé. Trong miệng của vị Bồ Tát thường phát ra chiến đàn diệu hương. Hương thơm này xông khắp vô lượng vô biên cho đến ức na cha tha trăm ngàn thế giới, lại từ tất cả các lỗ lông, lại xông ra mùi hương thơm hơn cả mùi hương của trời người. Hoa ưu bát la, thượng diệu khí hương, Bồ Tát tùy theo sinh ở chỗ nào đều được tướng tốt đa nghiêm thù thắng viên mãn, lại được của cải tự tại Ba La Mật Đa. Tất cả vật dụng không thiếu một thứ gì, như là các hương, hoa, cờ phướng, lộng báu, thường diệu y phục, thức ăn uống, thuốc thang và các kho tàng tiềm ẩn, đều từ trong lòng bàn tay của Bồ Tát tự nhiên hiện ra. Các lỗ chân lông của Bồ Tát đều phát ra tất cả âm nhạc của trời, người, bởi nhân duyên ấy hay khiến vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn các chúng sinh an trụ nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, ta đã nói công hạnh tu hành xưa kia của Bồ Tát Pháp Xứ. Bây giờ A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, vị Bồ Tát Pháp Xứ kia thành tựu Bồ Đề ở quá khứ, hiện tại hay vị lai và ở thế giới phương khác phải chăng? Phật bảo A Nan, ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức cõi Phật, ở nơi kia có thế giới tên là Cực Lạc. Tỳ kheo Pháp Xứ ở thế giới kia thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ, hiện nay đang thuyết Pháp. Có vô lượng Bồ Tát và Thanh Văn, chúng cung kính vây quanh. Này A Nan, Đức Phật kia có ánh sáng soi khắp cõi khác, vô lượng, vô số chẳng thể nghĩ bàn. Ta nay chỉ lược nói thôi. Ánh sáng của Phật kia soi khắp phương Đông, các quốc độ nhiều như các sông Hằng, các phương Nam, Tây, Bắc, phương trên, phương dưới và bốn phương góc cũng như thế. Chỉ trừ bản nguyện uy thần của chư Phật thêm thôi, còn đều soi thêm hết. Xin lỗi, đọc lại, còn đều soi chiếu hết. Ánh sáng của chư Phật hoặc thêm một tầm, hoặc thêm một do tuần, cho đến ức na cho tha trăm ngàn, do tuần ánh sáng, chiếu khắp cả cõi Phật. Này A Nan, bởi vì nghĩa ấy mà Phật Vô Lượng Thọ lại còn có cái tên khác là Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Trước Quang, Vô Ngại Quang, Quang Chiếu Vương Đoan Nghiêm Quang, Ái Quang, Hỷ Quang, Khả Quán Quang, Bất Tư Nghì Quang, Vô Đẳng Quang, Bất Khả Sân Lượng Quang, Ánh Tế Nhật Quang, Ánh Tế Nguyệt Quang, Yểm Đoạt Nhật Nguyệt Quang. Ánh hào quang của Đức Phật ấy thanh tịnh rộng lớn, khiến chúng sinh thân tâm vui vẻ, lại khiến tất cả trừ trong cõi Phật, trời rồng, dạ xoa Atula đều vui mừng. Này A Nan, ta nay khai thị ánh sáng của Phật kia đầy đủ một kiếp, nói không thể hết được. Lại nữa này A Nan, Đức Như Lai Vô Lượng Thọ kia, các thanh văn chúng không thể nào tính lượng mà biết được ngàn mé. Giả sử khi các tỳ kheo đầy ức na do tha trăm ngàn số lượng
đều như Đại Mục Kiền Liên thần thông tự tại, sớm tối đi khắp cả đại thiên thế giới, chỉ trong một khoảnh khắc trở về đến bản xứ. Dù các vị ấy có thần thông như thế, trải qua ức Nayatha trăm ngàn số năm, muốn cùng nhau tính đếm các thanh văn chúng trong pháp hội đầu tiên, cho dù tận hết thần lực cho đến khi diệt độ, đối với trăm phần cũng không biết được một phần các chúng thanh văn ấy. Đối với ngàn phần, trăm ngàn phần cho đến ở Bali Sát Đàm phần, cũng không thể nào biết được một. Này A Nan, ví như trong biển lớn 84.000 do tuần, dùng mắt cực quan sát cũng không biết được bờ mé của biển lớn. Nếu có trượng phu chẻ đầu của một sợi lông chia làm 20 phần, rồi lấy một phần trong 50 phần ấy chỉ chấm một giọt nước ở trong biển cả kia. Này A Nan, một giọt nước ở trên đầu của một sợi lông kia so với nước ở trong đại hải, cái nào là nhiều? A Nan bạch Phật, giả sử lấy nước ngàn do tuần, thấy hải còn ít, huống chi chỉ lấy một phần giọt nước trên đầu của một sợi lông, đâu có thể đem so sánh cho được. Phật bảo A Nan, giả sử thì kheo đầy ức Nayatha trăm ngàn số lượng, đều như một kiền liên, trải qua trăm ngàn Nayatha năm, đều cùng nhau đếm số lượng chúng thanh văn trong hội đầu tiên của Đức Như Lai Vô Lượng Thọ. Số lượng mà có thể biết được chỉ có thể bằng một giọt nước ở đầu sợi lông mà thôi. Ngoài ra không thể nào mà biết hết được. Còn chỗ không biết, không trắc lượng được cũng như nước của biển lớn. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế, không thể tính đếm mà có thể biết được. Này A Nan, Đức Phật kia sống lâu, vô lượng, vô biên, không thể biết được kiếp số nhiều hay ít thanh văn Bồ Tát và chư thiên, nhân, sống lâu cũng vậy. A Nan bạch Phật, lạy Thế Tôn, Đức Phật kia ra đời, thời gian đã bao nhiêu lâu mà được thọ mạng sống lâu vô lượng như thế? Phật bảo A Nan, Phật kia thọ sinh đến nay đã 10 kiếp, lại nữa này A Nan, thế giới cực lạc kia đầy đủ trang nghiêm, đất nước phồn vinh, trời người đông đúc, ý chí hòa thuận thường được an vui, không có địa ngục, súc sinh và cõi diêm ma vương, có các thứ hương thơm, thơm lừng cùng cấp, trên mỗi bảo tràng treo đủ loại phướng lộng và các chuông báu, đầy đủ trăm ngàn các thứ diệu tạp sắc. Này A Nan, cõi nước của Đức Như Lai kia có rất nhiều cây báu, hoặc thuần là hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, pha lê, xích châu, mạ não, ngọc thọ, chỉ làm thành bằng một thứ châu báu mà không lẫn các châu báu khác, hoặc lấy hai thứ châu báu cho đến bảy thứ châu báu trang nghiêm. Này A Nan, vàng kia làm cây, lấy vàng làm thân cây, bạc làm lá cây và hoa quả. Cây bạc thì lấy bạc làm thân cây, vàng làm lá cây và hoa quả. Cây mạ não thì mạ não làm thân cây, mỹ ngọc làm lá cây và hoa quả. Cây mỹ ngọc thì lấy ngọc làm thân cây, bảy báu làm lá và các hoa quả. Hoặc có cây vàng thì lấy hoàng kim làm gốc cây, bạc làm thân cây, lưu ly làm cành, pha lê làm thân, xích châu làm lá, mạ não làm hoa, mỹ ngọc làm quả. Hoặc có cây bạc, lấy bạc làm gốc cây, hoàng kim làm thân cây. Ngoài ra như cành, quả, trang sức cũng như cây vàng, cây lưu ly làm gốc cây, hoàng kim làm thân cây, bạc làm cành cây, pha lê làm thân, xích châu làm lá, mạ não làm hoa, mỹ ngọc làm quả. Các loại cây pha lê, trân châu, mã não, đều dùng các thứ báu khác nhau để làm thành như lưu ly. Lại có cây ngọc, ngọc làm gốc, hoàng kim làm thân, bạc làm cành, lưu ly làm nhánh, pha lê làm lá, xích châu làm hoa, mã não làm quả. Lại có vô lượng châu báu mani, các thứ báu trang nghiêm cây khắp cả trong nước đó. Các cây báu ấy chói sáng rực rỡ, đời không thể sánh được. Còn dùng bảy báu làm màn lưới che trên các cây báu ấy. Màn lưới ấy mềm mại như đâu la miên. Lại nữa, này A Nan, Phật Vô Lượng Thọ có cây bồ đề cao 16 ức do tuần. Cành lá rủ khắp 8 ức do tuần. Gốc cây nổi trên mặt đất cao 5.000 do tuần. Chu viên cũng vậy, lá, hoa, quả thường có vô lượng trăm ngàn thứ sắc đẹp và các trân bảo thù tán trang nghiêm như Nguyệt Quang Mani Bảo.
Thích Ca Tỳ Lăng Già Bảo, Tâm Vương Mani Bảo, Hải Thừa Lưu Chú Mani Bảo, ánh sáng chiếu khắp vượt hơn cả trời người. Ở trên cây này có treo các vòng vàng, bảo châu anh lạc trang nghiêm khắp cả Như Lư Giá Già Bảo, Mạc Ta Bảo, và các trân châu màu xanh đỏ trắng, các thứ báu dùng làm chuỗi ngọc, có sư tử Vân Tổ Bảo để làm vàng ngọc trang sức các cuộc báu. Là lấy chuông vàng, chuông bằng vàng, trân châu tạp bảo, dăng mắt vào các mắt lưới, với những vàng ngọc báu cho khắp trên cây đó. Dùng pha lê vàng từ bán nguyệt bảo, trang sức phản ảnh chiếu sáng lẫn nhau. Gió hiu hiu thổi phát ra thứ tiếng, khiến cho các chúng sinh ở trên ngàn thế giới tùy vui sai khác nhau đối với pháp sâu xa, chứng vô sinh nhẫn. Này A Nan, các hữu tình ở ngàn thế giới kia nghe tiếng này rồi, trụ không thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, và vô lượng vô số hữu tình được vô sinh pháp nhẫn. Lại nữa này A Nan, nếu có chúng sinh nào thấy cây Bồ Đề, nghe tiếng ngửi hương, hưởng quả vị ấy, hoặc nghĩ xúc chạm vào ánh sáng ấy của cây công đức, do nhân duyên ấy cho đến khi niết bàn, năm căn không bị hoạn nạn, tâm không tán loạn, đều ở trong đạo quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thoái chuyển, là do thấy cây Bồ Đề kia cho nên được ba thứ nhẫn. Nhẫn gì là ba? Một, tùy thanh nhẫn; hai, tùy thuận nhẫn; ba, vô sinh pháp nhẫn. Đây đều là do bản nguyện uy thần giáo hộ của Phật Vô Lượng Thọ và đời trước tu tĩnh lặng, vì không có ví dụ nào để so sánh, vì không khuyết diệt, vì khéo tu tập, vì khéo thành tựu. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 18, Hán Dịch Đời Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Pháp Hội Năm, Như Lai Vô Lượng Thọ, phần 2. Lại nữa, này A Nan, thế giới Cực Lạc kia không có các núi Hắc Sơn, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Diệu Cao. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu như không có cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Tam Thập Tam, thì các núi ấy y vào đâu mà trụ được? Phật bảo A Nan, theo ý ông nghĩ thế nào? Núi Diệu Cao trở lên còn có trời Dạ Ma, cho đến trời Tha Hóa Tự Tại và chư thiên sắc giới, y vào đâu mà trụ được? A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là do nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn mà trụ được. Phật bảo A Nan, nghiệp lực của Phật và chúng sinh ông có biết được không? A Nan thưa, không bạch Thế Tôn. Còn đối với trong pháp này thật không có điều gì phải nghi hoặc cả, nhưng vì muốn phá trừ lưới nghi ngờ nên mới hỏi như thế. Phật bảo A Nan, thế giới Cực Lạc kia, đất đó không có biển mà có các con sông, sông hẹp nhất cũng đến 10 do tuần. Nước lúc ít nhất cũng ngập 12 do tuần. Lượng sâu rộng của các con sông ấy hoặc 20, 30 cho đến 100 số. Hoặc có những con sông sâu rộng đến ngàn do tuần. Nước sông mát mẻ đủ 8 công đức, lưu thông chảy suốt, phát ra tiếng màu nhiệm với như 100.000 thứ nhạc của chư thiên. Âm thanh này của nước khiến cho cả thế giới an lạc đều nghe khắp. Có các danh hoa cứ theo ven nước mà trôi xuống, hòa cùng với gió hiu hiu thổi động xông ra các loại hương thơm. Ở bên bờ sông có nhiều cây chiên đàn, cành đẹp lá rậm, dày giao nhau che trên mặt sông, nở hoa kết hạt thơm tho ngào ngạt đáng thích. Mọi loài nhàn du tùy ý đi lại vui vẻ, hoặc bơi trên sông tắm rửa chơi đùa, hoặc cảm giác giống như nước của trời khéo chiều lòng người, sâu cạn lạnh nóng thỏa thích. Này A Nan, dưới đất của con sông lớn toàn rải bằng vàng, có những mùi thơm của chư thiên mà đời không thể ví dụ được. Hương thơm ấy cứ theo gió thổi bay khắp ngào ngạt, mùi thơm của nước chảy ra cũng không kém. Hoa trời Mạn Đà La, hoa Ưu Bát La, hoa Ba Đầu Ma, hoa Cao Bậc Đầu, hoa Phân Đà Lợi che khắp trên mặt ao. Lại nữa này A Nan, dân chúng ở nước kia có lúc cùng đổ nhau đi du lãm ở bến sông, có người lại không thích nghe âm hưởng của những dòng sông chảy, thì dù có được thiên nhĩ thông trọn cũng không thể nghe được gì. Hoặc có người thích nguyện nghe, tức thời lãnh ngộ được 100.000 vạn thứ tiếng vui vẻ đáng yêu, như là tiếng Phật, Pháp, Tăng, tiếng nghỉ ngơi, tiếng vô tánh, tiếng Ba La Mật Đa,
tiếng mười lực, bốn vô sở ý, tiếng thần thông, tiếng không tạo tác, tiếng không sinh, không diệt, tiếng tịch tỉnh, tiếng biên tịch tỉnh, tiếng cực tịch tỉnh, tiếng đại từ, đại bi, tiếng vô sinh pháp nhẫn, tiếng quán đảnh thọ vị. Được nghe các loại tiếng như thế rồi, liền được những sự vui vẻ ương muốn rộng lớn, rồi cùng tương ưng với quán sát, tương ưng với yếm ly, tương ưng với diệt hoại, tương ưng với tịch tỉnh, tương ứng với biên tịch tỉnh, tương ứng với cực tịch tỉnh, tương ứng với nghĩa vị, tương ứng với Phật Pháp Tăng, tương ứng với lực vô ý, tương ứng với thần thông, tương ứng với chỉ tức, tương ứng với bồ đề, tương ứng với thanh văn và tương ứng với niết bàn. Lại nữa này A Nan, thế giới cực lạc kia không nghe thấy tên ác thú, không có tên chướng ngại phiền não ngăn che, không có tên địa ngục diêm la súc sinh, không có tên tám loại nạn, cũng không có cái tên về cảm thọ khổ, về cảm thọ không khổ không lạc, giả thiết khổ không còn có, huống chi là có thực khổ. Vì thế mà nước kia gọi tên là cực lạc. Này A Nan, nếu ta lược nói nhân duyên của nước cực lạc, nếu nói rộng thì cùng kiếp cũng không thể hết được. Lại nữa này A Nan, nước cực lạc kia có chúng sinh hoặc đã sinh, hoặc hiện sinh, hoặc sẽ sinh, đều được sắc thân diệu màu như thế, hình dáng đoan chánh, thần thông tự tại, phước lực đầy đủ, thọ dụng các loại cung điện, vườn rừng, y phục, ẩm thực, hương thoa, hương hoa, anh lạc, tùy ý muốn, dùng thứ gì đều được như ý nghĩ. Ví như cõi trời tha hóa tự tại. Lại nữa này A Nan, trong cõi nước của Đức Phật kia có những món ăn vi tế, các loại hữu tình chỉ nếm thử mà không ăn, giống như cõi trời thứ sáu tùy ý tưởng niệm mà thôi. Ăn uống như thế cũng như là đã ăn rồi, sắc lực được tăng trưởng phát triển mà không có sự đại tiểu tiện câu ế, lại có vô lượng như ý diệu hương, như hương bôi, hương bột. Mùi hương này xông khắp cả cõi Phật kia, vàm, hoa để rải, tràng phan cũng đều đầy rẫy. Nếu muốn ngửi mùi hương nào đã được tùy theo ý nguyện, còn như không muốn thì trọn không bao giờ phải chịu cả. Là có vô lượng thượng diệu y phục, mũ báu, vòng xuyến, hoa tai, dây vòng, hoa mang, vòng đeo mọi thứ cho báu trang nghiêm, vô lượng quang minh, trăm ngàn diệu sắc, đến hết đều đầy đủ tự nhiên tại thân. Là có lưới giăng bằng vàng bạc trân châu diệu bảo, cho các chuông báu trang sức khắp nơi. Nếu có loài hữu tình nào cần dùng cung điện, lầu vườn cao thấp, dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, và các giường tòa, dùng áo bọc phủ trên đó, dùng các món châu báu để trang trí tô điểm, ở trước chúng sinh tự nhiên phát hiện, mọi người đều bảo nhau ở nơi cung điện ấy. Lại nữa này A Nan, cõi nước cực lạc, chúng sinh không có tướng sai biệt, thuận theo phương tục mà có tên trời người. Này A Nan, ví như người hạ tiện bán trạch ca kia, so với Luân Vương thì làm sao mà sánh dụ được với Luân Vương? Y quan đức vọng thì đều không có. Là như nếu thích so với trời thứ sáu, y quan mọi loại đều không thể sánh kịp. Vườn tượng, cung điện, y phục, các đồ trang sức, tôn quý tự tại, địa vị thần thông, cả đến biến hóa, cũng không thể ví với đế thích được. Chỉ có thọ pháp lạc là không sai khác thôi. A Nan nên biết, hữu tình ở nước kia giống như cõi trời tha hóa tự tại. A Nan, cõi nước cực lạc kia, vào những buổi sáng tối khắp cả bốn phương, gió hòa hiu hiu thổi động, không nghịch không loạn, thổi các loại tạp hoa, có các loại hơi hương thơm tho, xông khắp cả cõi nước đó. Tất cả hữu tình được gió thổi chạm vào thân thể thì được sự an hòa, điều thích giống như tỳ kheo được diệt tận định. Do đó thổi động từng cây bảy báu, hoa bay dồn lại thành đống cao, lượng khoảng bảy người chồng lên nhau. Các loại hoa màu sắc ánh sáng soi rực rỡ cả cõi Phật. Ví như có người lấy hoa rải khắp mặt đất rồi lấy tay gạt làm cho bằng phẳng từ các thứ hoa tạp sắc lẫn lộn phân bố. Các đống hoa kia cũng như thế. Hoa này rất vi diệu, rộng lớn, mềm mại như đầu la miên. Nếu như có các hữu tình nào dẫm chân vào hoa kia ngập sâu khoảng bốn ngón tay, tùy theo sự nhấc chân lên lại như lúc ban đầu, sau thời gian sáng chiếu,
Rồi hoa ấy tự nhiên biến mất vào lòng đất. Hoa cũ đã biến mất, đại địa trở lại trong sạch, rồi lại mưa hoa mới hoàng lại khắp nơi. Cứ như thế, trưa, chiều, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, gió thổi hoa thành đống, hoa cũng như thế. Này A Nan, tất cả các thứ báu trân kỳ rộng lớn này không có một thứ gì mà không sinh ra ở nơi nước cực lạc thế giới. Này A Nan, trong nước Phật kia có hoa sen bảy báu, mỗi mỗi bông hoa sen bảy báu ấy có vô lượng trăm ngàn ức lá. Lá sen có vô lượng trăm ngàn trân kỳ dị sắc, dùng trăm ngàn mani diệu bảo trang nghiêm, dùng lý báu che phủ lên trên hoa sen, càng làm thêm sự trang sức sáng đẹp cho nhau. Này A Nan, hoa sen kia hoặc nửa giờ tuần, hoặc một, hai, ba, bốn cho đến trăm ngàn giờ tuần, mỗi một hoa sen ấy phát ra 36 ức na giờ tha trăm ngàn ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng ấy lại xuất hiện ra 36 ức na giờ tha trăm ngàn chư Phật, thân như sắc vàng, đủ 32 tướng trượng phu, 80 tướng tốt, tùy hình thù thắng trang nghiêm, phóng ra trăm ngàn ánh sáng xoay khắp thế giới. Các đức Phật ấy hiện đi đến thế giới phương Đông, vì chúng thuyết pháp, đã vì an lạc cho vô lượng hữu tình ở trong Phật Pháp, phương Nam, Tây Bắc, bốn phía, trên, dưới cũng như thế. Lại nữa này A Nan, thế giới cực lạc không có hôn ám, cũng không có hỏa quang, suối hồi kia đều không có, cũng không trụ trước cả các danh, nhà, cửa, vườn rừng, và biểu thị cái tượng ấu đồng sắc loại, cũng không có cái biểu tượng trời, trăng, ngày, đêm, đối với tất cả chỗ tiêu thức, mà đã không, cũng không có cả danh hiệu, chỉ trừ Đức Như Lai Gia Uy. Này A Nan, chúng sinh sẽ sinh về nước kia, tất cả đều là rốt ráo bồ đề đến xứ Niết Bàn. Vì có sao? Nếu lìa tà định tu hoặc bất định tu, thì không thể biết rõ được nhân duyên kiến lập kia. Này A Nan, ở phương Đông, thế giới nhiều như các sông Hằng. Trong mọi mỗi thế giới Phật nhiều như các sông Hằng. Chư Phật kia đều ca ngợi Đức Phật A-di-đà, có vô lượng công đức. Phương Nam, Tây Bắc, bốn phía, trên dưới, chư Phật khen ngợi cũng như thế. Vì sao vì cõi Phật ở phương khác? Có chúng sinh nào nghe danh hiệu của Như Lai vô lượng thọ cho đến phát khởi một niệm tịnh tính vui mừng, yêu mến, có căn lành gì được hứa nguyện sinh về nước của Phật vô lượng thọ, thì tùy theo nguyện đều được phản sinh, đạt quả vị không thoái chuyển, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, trừ năm tội vô gián, hủy bán chánh pháp và hủy bán thánh tăng. Này A Nan, nếu có chúng sinh ở cõi Phật các phát tâm bồ đề, chuyên niệm Phật vô lượng thọ và thường trồng nhiều căn lành, phát tâm hồi hướng nguyện sinh về nước kia, người ấy tới khi mạng chung, đức vô lượng thọ Phật cùng với chúng tỳ kheo trước sau vây quanh hiện trước người ấy. Người này liền theo Đức Như Lai phản sinh về nước kia được không thoái chuyển, sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bởi vậy, này A Nan, nếu có thiện nam, thiện nữ nào nguyện sinh sang thế giới cực lạc, muốn được thấy Đức Phật vô lượng thọ, nên phải phát tâm vô thượng bồ đề, là phải chuyên niệm quốc độ cực lạc, đem căn lành chứa góp được để hồi hướng về tịnh độ, do thế mà được thấy Phật và sinh về nước kia, được không thoái chuyển cho đến vô thượng bồ đề. Này A Nan, nếu chúng sinh ở nước khác phát tâm bồ đề, tuy không chuyên niệm Phật vô lượng thọ, cũng không thường trồng nhiều căn lành, tùy tự thân tu hành các công đức lành, hồi hướng và nguyện sinh vào cõi nước của Đức Phật kia, người ấy đến khi mệnh chung, Đức Phật vô lượng thọ liền khiến hóa thân cùng với các tỳ kheo trước sau vây quanh. Phật hóa thân cũng do cũng có hào quang tướng tốt, như Phật thật không khác, hiện ra trước người ấy nhiếp tội, dẫn dắt. Người này liền theo hóa Phật vãng sinh về nước đó, được không thoái chuyển nơi đạo vô thượng bồ đề. Này A Nan, nó có chúng sinh trụ đại thừa, đem tâm thanh tịnh hướng về Đức Như Lai vô lượng thọ cho đến niệm 10 niệm Phật vô lượng thọ, nguyện sinh về nước đó, nghe pháp sâu xa liền sinh lòng tin hiểu, tâm không nghi hoặc cho đến được một niệm tịnh tâm, phát khởi một niệm tâm niệm Phật vô lượng thọ, người ấy tới khi mệnh chung,
như ở trong chiêm bao thấy Phật vô lượng thọ, nhất định sinh sang nước kia, được không thoái chuyển, nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, vì nghĩa lời ấy, cho nên vô lượng, vô số chẳng thể nghĩ bàn, không gì so sánh số chư Phật Như Lai trong vô biên thế giới, đều cùng nhau khen ngợi công đức vô lượng của Phật vô lượng thọ. Phật bảo A Nan, phương đông thế giới nhiều như số các sông Hằng, trong mỗi mỗi thế giới có Bồ Tát nhiều như các sông Hằng. Vì muốn chiêm lễ cúng dường Phật vô lượng thọ và thánh chúng, lại đến chỗ Phật vô lượng thọ, phương Nam, Tây Bắc, phương trên, phương dưới và bốn phương góc cũng lại như thế. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng, các cõi Phật phương Đông, số như các sông Hằng, trong cõi Phật như thế, hằng xa chúng Bồ Tát, đều hiện thông đến. Lễ Phật vô lượng thọ, ba phương các thánh chúng, cũng cùng về lễ hầu, trong hằng xa thế xa giới kia, hà quang các biện luận, trụ sau vui thiền định, bốn tâm vô sở ý, đều đem các diệu hoa, danh hương đều đáng tích, gồm tấu các nhạc trời, trăm ngàn tiếng hòa nhã, dân cúng thiên nhân sư, tiếng đồn khắp mười phương, uy thần lực rốt ráo, khéo học các pháp môn, trong các món cúng dường, siêu tu không lười biếng, công đức cùng trí tuệ, hay phá mọi tối tâm, đều đem tâm tôn trọng, phụng cúng mọi trân diệu. Khi xem lợi thù thắng, chúng Bồ Tát vô biên, nguyện mau thành Bồ Đề, cõi tịnh như an lạc. Thế Tôn biết lòng muốn, rộng lớn chẳng nghĩ bàn, mỉm cười hiện kim dung, thành báu như sở nguyện, biết các pháp mư huyễn, cõi Phật như mộng hưởng, thường phát thệ trang nghiêm, sẽ thành cõi ví diệu. Bồ Tát dùng nguyện lực tu thắng hạnh Bồ Đề, quốc độ như ảnh tượng, phát các tâm hoàng thể. Nếu cầu khắp thanh tịnh, lợi thù thắng vô biên, nghe danh Phật thắng đức, nguyện sinh nước an lạc. Nếu có các Bồ Tát chỉ cầu cõi thanh tịnh, thấu suốt pháp vô ngã, nguyện sinh nước an lạc. Lại nữa này A Nan, Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, đối với đạo vô thượng Bồ Đề, đều ăn trụ nhất sinh bổ xứ, chỉ trừ các đại Bồ Tát phát đại nguyện, mặc đại giáp, trụ làm sư tử hống, vì độ quần sinh tu đại niết bàn. Lại nữa này A Nan, các chúng thanh văn ở trong cõi Phật kia, thân đều có hào quang chiếu soi tám thước, hào quang của Bồ Tát chiếu soi cực trăm ngàn thước, trừ hai vị Bồ Tát quang minh thường chiếu soi tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, hai vị Bồ Tát kia tên là gì? Phật bảo A Nan, ông nay nghe cho kỹ, hai vị Bồ Tát kia, một tên là Quán Tự Tại, hai là tên Đại Thế Chí. Này A Nan, hai vị Bồ Tát này, từ thế giới Tha Bà, bỏ thọ lượng rồi, đi đến nước kia. Này A Nan, Bồ Tát sinh ở thế giới Cực Lạc kia, đều đủ 32 tướng, thân thể nhu nhuyễn, các căn thông lợi, trí tuệ thiện xảo, đối với pháp sai biệt không pháp nào chẳng thấu suốt, thiền định thần thông vô hí tuyệt vời, đó không phải kẻ bạc đức căn tánh chậm lục. Trong các hàng Bồ Tát kia có người được sơ nhẫn hoặc đệ nhị nhẫn vô lượng vô biên, hoặc có người chứng được vô sinh pháp nhẫn. Này A Nan, Bồ Tát ở nước kia cho đến khi chứng được Bồ Đề, không đọa ác thú, sinh ra ở chỗ nào cũng biết được túc mệnh đời trước của mình, chỉ trừ trong đời ác năm trước xuất hiện ra ở đời. Này A Nan, Bồ Tát ở nước kia vào lúc buổi sáng, buổi sớm mai, cúng dường vô lượng trăm ngàn các đức Phật ở phương khác, tùy theo chỗ mong cầu, các loại hoa mang, hương bôi, hương bột, cờ phướng, dù lọng và các âm nhạc, do thần lực của Phật đều hiện trong lòng bàn tay để cúng dường chư Phật. Đồ cúng dường to lớn, rất nhiều như thế, vô số vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Nếu lại cần các loại danh hoa, hoa có vô lượng trăm ngàn sắc quan, đều hiện trong tay để dâng cúng chư Phật. Này A Nan, những loại hoa tung rải tụng tán kia liền ở trong hư không biến thành lọng hoa, lọng nhỏ cũng đầy khắp mười do tuần. Nếu như không tán hoa mới thì hoa đã tán trước đây không bao giờ rơi rụng. Này A Nan, hoặc có lọng hoa đầy khắp 20 do tuần, như thế 30, 40 cho đến tam thiên đại thiên thế giới,
Các Bồ Tát này thấy vậy sinh lòng hy hữu, được sự rất vui mừng, và mỗi buổi sáng phụng sự cúng dường tôn trọng tán thán vô lượng trăm ngàn đến cho tha Đức Phật và gieo trồng các gốc lành rồi. Ở trong sáng sớm lại trở về bản quốc, đều do bản nguyện gia uy của Phật vô lượng thọ và đã từng cúng dường Như Lai. Gốc lành được tương tục, không khuyết giảm, khéo tu tập, khéo nhiếp thủ các nghiệp thiện, khéo thành tựu mà được như thế. Lại nữa này, A Nan, các chúng Bồ Tát ở thế giới cực lạc kia nói năng điều gì đều tương ứng với nhất thiết trí, thọ dụng gì đều không nhiếp thủ, du hành khắp cả các cõi Phật mà không ưa, không chán, cũng không mong cầu, không tưởng mong cầu, không tư tưởng, không phiền não tưởng, không ngã tưởng, không có tưởng đấu tranh, trái nhau, giận tiếc. Vì sao? Vì các Bồ Tát kia đối với tất cả chúng sinh có tâm đại từ bi lợi ích, có tâm nhu nhuyễn, không chướng ngại, tâm không ô trượt, tâm không oán giận, tâm bình đẳng, điều phục tĩnh lặng, tâm nhẫn nhục điều phục, tâm đẳng dẫn trần tịnh không tán loạn, tâm không bị che khuất, tâm tịnh, tâm cực tịnh, tâm chiếu soi, tâm không trần cấu, tâm đại uy đức, tâm thiện, tâm rộng lớn, tâm không gì sánh, tâm thầm thâm, tâm ái pháp, tâm hỷ pháp, tâm thiện ý, tâm bỏ tất cả chấp trước, tâm đoạn tất cả phiền não cho chúng sinh, tâm đóng tất cả các nẻo ác thú, làm hành trí tuệ ấy rồi thành tựu vô lượng công đức. Đối với thiền định giác phần hay khéo diễn nói mà thường tự tại nước quả vô thượng bồ đề, xuyên tu tập rồi ban bố rộng khắp, nhục nhãn phát sinh có được sự chọn lọc, thiên nhãn xuất hiện giám sát cõi Phật, pháp nhãn thanh tịnh, viễn ly được mọi chấp trước, tuệ nhãn thông suốt được đến bờ bên kia, Phật nhãn thành tựu giác ngộ khai thị, sinh trí tuệ vô ngại vì người khác rộng nói. Ở trong ba cõi bình đẳng xuyên tu, đã tự điều phục, cũng hay điều phục tất cả hữu tình, hay khiến được Samatha thù thắng đối với tất cả pháp chấn vô sở đắc, khéo hay thuyết pháp ngôn từ xảo diệu, xuyên tu cúng dường tất cả chư Phật, bỏ dẹp tất cả phiền não cho hữu tình, được tất cả Như Lai duyệt khả mới hay được như thế. Suy nghĩ như thế, khi khởi suy nghĩ như thế thì có thể tập hợp được thấy tất cả pháp là vô sở đắc, dùng trí phương tiện tu hành pháp diệt, khéo biết thủ xả lý và phi lý thú, đối với trong lý và phi lý thú đều được thiện xảo. Đối với ngôn ngữ thế gian, lòng không ưa muốn, kinh điển xuất thế thành tính siêu tu, thiện xảo tìm cầu tất cả các pháp, cầu tất cả các pháp tăng trưởng hiểu biết, biết tất cả pháp bản lai không thật chẳng thể nắm bắt. Đối với những chỗ sở hành cũng không lấy hoặc bỏ, giải thoát già bệnh, an trụ các công đức. Từ trước đến nay lúc nào cũng an trụ thần thông, siêu tu thâm pháp. Đối với pháp thậm thâm không bao giờ thoái chuyển. Đối với pháp khó giải đều thông suốt. Được đạo nhất thừa không còn nghi hoặc, đối với giáo pháp của Phật không phải do người khác mà được giác ngộ. Trí tuệ sâu rộng ví như biển lớn, bồ đề cao lớn ví như núi Tu Di, tự thân uy quang vượt hơn mặt trời mặt trăng. Phàm suy nghĩ chọn lựa đều tương ứng với trí tuệ, tâm trong sạch cũng như núi tuyết, vô biên công đức quang minh chiếu khắp đốt cháy củi phiền não. Đối với lửa trí tuệ, không hề bị thiện ác làm dao động, tâm tĩnh lặng tường an ổn như quả đại địa, tẩy rửa hoặc nghiệp phiền não. Như nước thanh tịnh, tâm không sợ chủ cũng giống như lửa, không chấp trước thế gian cũng giống như gió, nuôi dưỡng hữu tình giống như đất, quan sát các thế giới cũng như hư không, gánh vác chúng sinh như cỗ xe tốt, không nhiễm thế pháp như hoa sen, tiếng pháp âm sướng ca như sóng động, mưa tất cả pháp như cơn mưa lớn, bóng sáng che cho hiền thánh như đại tiên kia, hay điều phục như đại long tượng, dũng mãnh vô ý như sư tử vương, chỉ mát chúng sinh như cây ni cô đà, tha luận bất động như núi thiết vi, tu từ vô lượng như các sông Hằng, các thiện pháp vương, hay làm người dẫn đường như đại phạm thiên, không chứa góp giống như chim bay, bẻ gậy tha luận như kim sĩ vương, khó gặp hiếm có như hoa ưu đàm, tâm trượng phu tối thắng chánh trực, tu hành khéo léo không bao giờ lười biếng. Đối với các kiến hoặc thiện xả quyết định,
nhu hòa, nhẫn nhục, không có tâm ganh ghét, luận pháp không chán, cầu pháp không mệt, thường xuyên diễn nói lợi ích chúng sinh. Giới như lưu ly trong ngoài sáng sạch, khéo nghe các pháp làm của báu Thù Tán. Nói năng điều gì đều khiến cho chúng sinh vui mừng kính phục. Lấy trí tuệ dựng cờ đại pháp, thổi loa đại pháp, đánh trống đại pháp, thường ưa siêng năng tu hành, dựng các pháp biểu. Do ánh sáng trí tuệ, tâm không mê hoặc, xa các tội lỗi, cũng không tổn hại. Bởi tâm thuần tịnh, lìa các uế nhiễm, thường làm tuệ thí, vĩnh viễn sẽ bỏ sang tham. Bản tánh ôn hòa, thường mang lòng thiện hổ, tâm tịch tỉnh, trí tuệ minh sát, làm đèn cho thế gian, phá ám cho chúng sinh, kham thọ lợi dưỡng, làm ruộng phước Thù Thắng, làm đại đạo sư khắp giúp mọi loài, xa lìa yêu ghét, tâm tịnh không lo, dũng tiếng không sợ, làm đại pháp tướng biết rõ, địa ngục, điều phục tự tha, lợi ích hữu tình, nhổ các tên độc, làm thế gian giải, làm thế gian sư, dẫn đạo quần sinh bỏ các ái trược, mãi lìa ba cấu, thần thông tự tại, nhân lực, duyên lực, nguyện lực, phát khởi lực, thế tục lực, xuất sinh lực, thiện căn lực, tam a địa lực, văn lực, xã lực, giới lực, nhẫn lực, tinh tấn lực, định lực, tuệ lực, samatha lực, tỳ bát xá na lực, thần thông lực, niệm lực, giác lực, tồi phục nhất thiết đại ma quân lực, tinh ma luận pháp lực, năng phá nhất thiết, phiền não oán lực và Thù Thắng đại lực, đầy đủ uy phúc tướng thúc đoan nghiêm, trí tuệ biện tài, thiện căn viên mãn, mắt trong, mày dài, người đều yêu mến. Thân thể thanh khiết, xa lìa ngạo nghễ, đem tâm tôn trọng phụng sự chư Phật. Ở chỗ chư Phật gieo trồng, các gốc lành, nhổ sạch kiêu mạn, lìa tham sân si, Thù Thắng các tường, tối thắng trong hàng ứng cúng. An trụ cảnh trí Thù Thắng, tệ quan hiển hết trang nghiêm. Tâm sinh vui mừng, dũng mãnh vô ý, phúc trí đầy đủ, không có hạn lượng. Nói nghe khai thị mọi loài, tùy chỗ nghe pháp đều được rõ suốt. Pháp phần bồ đề, dũng mãnh siêng tu, thường an trụ nơi không, vô tướng, vô nguyện, và các tam a địa không sinh không diệt, đi khắp chốn đạo tràng, xa lìa hẳn hai thừa cảnh. Này A Nan, ta nay chỉ nói lược công đức chân thật của các đại bồ tát sinh ở thế giới cực lạc kia, tất cả đều như thế. Này A Nan, giả sử thân ta sống lâu trăm ngàn ức na do tha kiếp, dùng vô ngại biện, muốn khen ngợi đầy đủ công đức chân thật của các đại bồ tát, cũng không thể nào cùng tận được. Này A Nan, các đại bồ tát kia, dù cho hết thọ mệnh cũng không thể biết được. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan, đấy là thế giới cực lạc của Đức Phật vô lượng thọ. Ông nên từ tòa, đứng dậy, chắp tay cung kính, nâm vóc gieo xuống đất vì Đức Phật làm lễ. Đức Phật kia tiếng đồn khắp cả mười phương, mỗi mỗi phương kia Phật nhiều như số cát, sông Hằng, đều cùng ca ngợi, không ngại, không đoạn. Nam mô vô lượng thọ Phật, chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật vô lượng thọ. Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật vô lượng thọ. Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật vô lượng thọ. Lúc ấy Tôn giả A Nan liền từ tòa ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên phải, mặt hướng về hướng tây, chắp tay nằm vóc xeo, gieo xuống đất bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con nay muốn được thấy Đức Như Lai vô lượng thọ ở thế giới cực lạc và cúng dường phụng sự vô lượng trăm ngàn ức na do tha Phật và chúng Bồ Tát trong các gốc lành. Bây giờ Đức Phật vô lượng thọ ở trong lòng bàn tay phóng ra ánh sáng lớn xoay khắp trăm ngàn na do tha cõi nước khác. Các cõi nước của các Đức Phật có các núi lớn như Hắc Sơn, Bảo Sơn, núi Thu Di, núi Mê Lư, núi Đại Mê Lư, núi Mộc Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mộc Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, vườn rừng rậm rạp về các cung điện, thiên nhiên mọi vật, do ánh sáng của Phật đều được soi chiếu thấy hết. Ví như có người dùng thiên nhãn thanh tịnh, quan sát khoảng một tầm thôi mà thấy hết được các vật sở hữu ở dưới đất, là như ánh sáng của mặt trời khi xuất hiện vạn vật, đều thấy rõ. Trong các nước kia, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di,
đều thấy hết được Đức Như Lai vô lượng thọ như Tu Di Sơn Vương. Khi chiếu soi cõi nước của các chư Phật, khi ấy các cõi Phật đều thấy rõ hiện như ở gần đây mà thôi. Vì ánh sáng thù thắng cực thanh tịnh của Đức Như Lai vô lượng thọ mà được như vậy, thấy tất cả tòa cao kia và các thanh văn Bồ Tát chúng, số nhiều ví như đại địa bị nước lục tràn đầy khắp, cây cối núi sông đều chìm hết không hiện, chỉ thấy có nước lớn mà thôi. Cũng như thế này anh em, cõi nước, trong cõi nước của Đức Phật kia không có tha luận và các loại chỉ hình, chỉ được ánh sáng một tầm của tất cả đại thanh văn chúng và ánh sáng chiếu trăm ngàn tầm của vô số các đại Bồ Tát. Ánh sáng của Đức Như Lai vô lượng thọ ứng chánh đẳng giác kia rập che tất cả thanh văn và Bồ Tát. Thanh văn chúng trời người ở thế giới cực lạc kia tất cả đều trong Thái Thích Ca Như Lai ở thế giới Ta Bà nói pháp và tỳ kheo chúng vây quanh. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: ông có thấy đầy đủ thanh tịnh uy đức trang nghiêm cõi Phật và thấy trong hư không có rừng cây, vườn tược, suối chảy, ao ngòi không? Ông có thấy đại địa cho đến trời sắc cứu cánh ở trong hư không rải hoa như rừng cây đã trang nghiêm, lại có cả các loài chim ở hư không giới phát ra các thứ tiếng giống như tiếng nói của Phật mà thế giới khắp nghe. Các loài chim ấy đều là do biến hóa mà thành, chứ không phải xuất sinh thật đâu. Ông có thấy không? Đức Di Lặc bạch Phật: bạch Thế Tôn, vâng, con đã thấy. Phật lại bảo Di Lặc: ông có thấy các chúng sinh ấy vào du thiện na trăm ngàn cung điện rồi, du hành như hư không, không có sự trở ngại, cúng dường cho Phật khắp cả các cõi, và thấy các hữu tình kia ngày đêm niệm Phật tương tục không? Di Lặc bạch Phật: bạch Thế Tôn, ví như cõi trời Tam Thập Tam, trời Dạ Ma vào trong cung điện trăm ngàn trăm do tuần hoặc 500 do tuần cho đùa vui vẻ. Con coi thấy thế giới cực lạc, người thụ trai giống như trời Dạ Ma ở trong cung điện, là thay chúng sinh ở trong hoa sen ngồi kết già, tự nhiên hóa sinh. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc lại bạch: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì chúng sinh ở nước kia lại có người sinh bằng thai hoặc hóa sinh? Phật bảo Di Lặc: nếu có chúng sinh sa đọa vào những sự nghi hối chứa góp căn lành, mong cầu Phật trí, trí phổ biến, trí chẳng ý bàn, trí không gì sánh, trí uy đức, trí quảng đại, do căn lành không sinh lòng tin được. Vì nhân duyên ấy nên phải ở trong cung điện, trong 500 năm, không được nhìn thấy Phật, không được nghe pháp, không được thấy chúng Bồ Tát và thanh văn. Nếu có chúng sinh nào đoạn trừ nghi hối, chưa góp căn lành, mong cầu trí Phật cho đến trí quảng đại, tin tưởng nơi căn lành của mình, người ấy ở trong hoa sen ngồi kiết già, hốt nhiên hóa sinh trong nháy mắt mà sinh ra, ví như người ở nước khác đến. Bồ Tát ấy cũng là như thế, ở nước khác phát tâm, lại sinh ở nước cực lạc, được thấy Phật vô lượng thọ phụng sự cúng dường và các chúng Bồ Tát và thanh văn. Này A Dật Đa, ông xem người có trí tuệ thù thắng, nhân người kia có tuệ lực rộng nên được hóa sinh ở nước cực lạc kia, ở trong hoa sen ngồi kiết già. Ông xem những kẻ hạ liệt ở trong 500 năm không được trông thấy Phật, không được nghe pháp, không được thấy chúng Bồ Tát và thanh văn, không biết phép tắc uy nghi của Bồ Tát, không hay tu tập các công đức, không có nhân lành phụng sự Phật vô lượng thọ. Những người này đều là nhân khi xưa, khi nghi hối mà gây ra như thế. Ví như con của nhà vua Xác Đế Lợi bị phạm pháp, bị giam ở nội cung tối tăm, tuy ở trong cung điện lầu cát được trang sức đẹp đẽ bằng các thứ trân bảo, mang báu giường bằng vàng, trải chăn nệm rất dày êm, danh hoa khắp cả đất, đốt đại bảo hương, ăn uống đầy đủ, nhưng lại bị khóa vàng cõi Di Phù Đề khóa cả hai chân. Phật bảo Di Lặc: theo ý ông nghĩ thế nào? Tâm của vương tử kia có vui được không? Di Lặc thưa: không thể vui được. Bạch Thế Tôn, khi vương tử bị giam ở nội cung tối tăm, bị khóa hai chân nên thường suy nghĩ muốn được thoát ra khỏi, cầu xin những người thân quen biết như cư sĩ Tể Quang,
trưởng giả cẩn thận để mong được thoát ra. Thái tử của nhà vua tuy mong ra khỏi nhưng trọn không được toại lòng, cho đến vua Xác Đế Lợi lòng sinh vui vẻ mới được giải thoát. Phật bảo Di Lặc: đúng vậy, đúng vậy. Nếu có người đọa lạc vào sự nghi hối, gieo trồng các căn lành, mong cầu trí Phật cho đến trí quảng đại, đối với tự căn lành không sinh lòng tin, do nghe danh hiệu của Phật mà khởi lòng tin, dù có sinh ở trong hoa sen trong nước kia cũng không được ra khỏi hoa sen. Các chúng sinh kia ở trong bào thai hoa sen tưởng như đang ở trong vườn thượng uyển và ở trong cung điện. Vì sao? Vì ở trong kia trong sạch, không có mọi thứ uế ái, tất cả không có một sự gì là không đáng vui cả. Trong các chúng sinh kia ở trong 500 năm không thấy Phật, không được nghe pháp, không thấy Bồ Tát và chúng thanh văn, không được cúng dường phụng sự cho Phật, không được hỏi pháp tạng của Bồ Tát, sẽ lìa tất cả căn lành thù thắng. Bọn họ ở trong đó không sinh lòng vui mừng, không hay xuất hiện tu tập thiện pháp. Trong đời xa xưa tội lỗi hết rồi, xong sau mới được ra. Ở trong lúc được ra kia, tâm mê mờ cả trên dưới bốn phương. Nếu như trong 500 không nghi hoặc, thì sẽ được cúng dường vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha Phật, gồm gieo trồng vô lượng vô biên căn lành. Này A Dật Đà, nên biết sự nghi hoặc là sự tổn hại lớn nhất đối với các Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc: bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi cõi nước này Bồ Tát sẽ sinh nước Cực Lạc số là bao nhiêu? Phật bảo Di Lặc: trong cõi Phật độ này có 72 ức Bồ Tát. Các vị này đã ở vô lượng ức na do tha trăm ngàn chỗ Phật, gieo trồng các căn lành, đạt quả không thoái chuyển, sẽ được sinh sang nước Cực Lạc kia. Ngoài ra còn có các Bồ Tát khác do ít căn lành được sinh sang nước kia, không thể nào tính đếm được. Này A Dật Đà, từ nơi cõi nước của Đức Như Lai, Nan Nhẫn, có 18 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ được sinh sang thế giới Cực Lạc. Trong nước Phật Bảo Tạng ở phương Đông Bắc, có 90 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh cõi kia. Từ trong nước Vô Lượng Thanh Như Lai, có 20 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước của Quang Minh Như Lai, có 32 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh cõi kia. Từ trong nước Long Thiên Như Lai, có 14.000 Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước Thắng Thiên Lực Như Lai, có 12.000 Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước Sư Tử Như Lai, có 500 Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước Ly Trần Như Lai, có 81 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước Thế Thiên Như Lai, có 60 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước Thắng Tích Như Lai, có 60 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước Nhân Vương Như Lai, có 10 câu chi Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Từ trong nước Thắng Hoa Như Lai, có 500 Bồ Tát đủ đại tinh tấn hướng đến Nhất Thừa. Ở trong 7 ngày, khi chúng sinh lìa trăm ngàn ức na do tha kiếp sinh tử lưu chuyển, các vị ấy cũng sẽ được sinh thế giới Cực Lạc. Từ trong nước Phát Khởi Tinh Tấn Như Lai, có 69 ức Bồ Tát không thoái chuyển sẽ sinh nước kia. Đến nước kia rồi, cúng dường lễ bái Như Lai Vô Lượng Thọ và chúng Bồ Tát. Này A Dật Đà, nếu ta nói đủ các phương Bồ Tát sinh về thế giới Cực Lạc, hoặc là đến, nay đến, sẽ đến, vì cúng dường lễ bái chiêm ngưỡng Đức Phật Vô Lượng Thọ, chỉ nói tên thôi, cùng kiếp cũng không hết được. Này A Dật Đà, ông xem các Bồ Tát Ma Ha Tát kia được lợi ích, như nghe danh hiệu của Đức Phật kia, chỉ sinh một niệm tâm vui mừng, sẽ được công đức như đã nói ở trên, tâm hạ liệt không ngạo nghễ, thành tựu thiện căn hết đều tăng thượng. Này A Dật Đà, vì thế ta bảo ông và trời người trong thế gian, Atula, pháp môn này phó chúc cho ông. Ông nên phải ưa mến tu tập, cho đến trải qua một ngày đêm thọ trì, đọc tụng sinh lòng hiếm có, ở trong đại chúng, vì người khác khai thị, nên khiến viết chép giữ gìn kinh này, đối với trong kinh này sinh tưởng như bậc đạo sư. Này A Dật Đà, cho nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn khiến vô lượng các chúng sinh trong an trụ không thoái chuyển đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác,
và muốn thấy sự trang nghiêm rộng lớn kia, và giúp thọ công đức viên mãn thù thắng ở cõi Phật kia. Và phát khởi xuất tinh tấn nghi pháp môn này, giả sử trải qua lửa mạnh đầy trong cõi đại thiên thế giới, vì cầu pháp không sinh tâm thoái lui, xiểm giới, đọc tụng, thọ trì, viết chép kinh này, kinh quyển này, cho đến khoảng giây phút vì người khai thị, khuyên khiến nghe ngóng, không sinh lo não. Giả như phải vào chỗ lớn, chỗ lửa lớn cũng không nên nghi hối. Vì sao? Vì vô lượng ức các Bồ Tát kia, tất cả đều cầu pháp môn này, tôn trọng, nghe ngóng, không sinh lòng, làm trái ngược. Vì thế các ông phải cầu pháp môn này. Này A Dật Đà, các chúng sinh được lợi lành lớn lao kia, ở đời mai sau cho đến khi chánh pháp diệt, sẽ có chúng sinh gieo trồng các căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, do Đức Phật, Đức Như Lai kia, uy lực gia hộ mà được pháp môn rộng lớn như thế, được tất cả các Đức Như Lai khen ngợi duyệt khả. Nếu đối với pháp kia, giúp thủ gìn giữ sẽ được trí nhất thiết trí rộng lớn, tùy theo ý muốn trồng các căn lành. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào hiểu rõ nghĩa rộng lớn trong pháp kia, hãy nên nghe sẽ được đại hoan hỷ, và hãy thọ trì, đọc tụng rộng vì người khác nói, thường ưa tu hành. Này A Dật Đà, vô lượng ức số các Bồ Tát cầu thành pháp này, không từng chán trái cho nên các ngươi thiện nam và thiện nữ, ở đời mai sau, đối với pháp môn này hoặc đã cầu, hiện cầu và sẽ cầu, đều được thiện lợi. Này A Dật Đà, Như Lai chỗ nên làm, đều đã làm. Các ông nên phải ăn trụ chỗ không còn nghi ngờ và gieo trồng các căn lành, nên phải tu học khiến cho không còn nghi ngờ nữa. Không nên tham vào tất cả chủng loại trân bảo để thành tựu lao ngục. Này A Dật Đà, Phật ra đời rất khó, thân lìa tám nạn cũng là khó gặp pháp môn vô thượng của chư Phật Như Lai. Các pháp sâu xa mười lực, vô úy, vô ngại, vô trước và pháp của Bồ Tát Ba La Mật. Người hay thuyết pháp cũng khó khai thị. Này A Dật Đà, người khéo thuyết pháp không phải dễ gặp được. Khi kiên cố tinh sâu cũng rất khó gặp, cho nên ta này như lý tuyên nói, các ông tu tập nên theo lời dạy. Này A Dật Đà, nay ta đem pháp môn này và các Phật pháp chúc lụy cho ông. Ông phải tu hành, đừng để cho pháp môn này bị diệt mất. Pháp môn rộng lớn vi diệu như thế, đã được tất cả chư Phật khen ngợi, không nên làm trái lời Phật dạy mà bỏ đi, sẽ khiến cho các ông không được lợi lành, sẽ phải thâu đêm nhìn chìm đắm đủ mọi khổ ách. Cho nên ta nay lại làm đại phó chúc này, sẽ khiến cho pháp môn này được tồn tại lâu dài, bất diệt. Nên phải siêng năng tu hành, thuận theo lời của ta dạy bảo. Khi ấy Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng, nếu như trước chưa tu phước đức, trọn không nghe pháp vi diệu này, dùng mãnh thành được các lợi hành lợi lành, nên nghe kinh sâu xa như thế, người kia từng thấy các Thế Tôn hay làm đúc sáng soi đời trước, nghe nhiều tổng trì như biển lớn, họ được thánh hiền lòng vui mừng. Người hạ liệt lùi biến tà kiến, chẳng tin Như Lai chánh pháp ấy. Nếu từng theo luật trồng căn lành, hạnh cứu đời kia thường tu tập, ví như người loà thường tối tâm, không thể dẫn đường cho người khác, thanh văn đối Phật trí cũng vậy, làm sao giác ngộ hữu tình khác. Như Lai công đức Phật tự biết, chỉ có Thế Tôn hay mở bày, trời rồng dạ xoa đều không kịp, nhị thừa tự tuyệt ở danh ngôn. Nếu các hữu tình sẽ thành Phật, tu vượt phổ hiền đến bờ kia, diện nói công đức của một Phật, trải qua nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. Trung gian khi ấy thân diệt độ, thắng tuệ của Phật không lường được, vì thế tin nghe phải đầy đủ, và được bạn lành thường nhiếp thọ. Được nghe diệu pháp sâu như thế, thường được Thánh Tôn đều kính trọng. Như Lai thắng trí khắp hư không, nghĩa nói ra chỉ có Phật ngộ, bởi thế các trí sĩ bác văn, nên tin ta nói lời như thật. Được làm thân người là rất khó, gặp Phật ra đời lại khó hơn. Tính tuệ phải nhiều đời mới được, vì thế người tu nên tinh tấn. Diệu pháp như thế đã nghe rồi, thường nhớ cho Phật lòng vui mừng. Người kia kiếp trước thật bạn ta,
khéo hay ưa muốn Phật Bồ Đề. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kinh này rồi. Trời người trong thế gian có 1.600.000 na do tha ức chúng sinh xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. 20 ức chúng sinh được pháp quả vị A-la-hán. 6.800 tỳ kheo các lầu đã tận, tâm được giải thoát. 40 ức Bồ-Tát đối với đạo vô thượng Bồ-Đề, trụ không thoái chuyển, mặc đại giáp trụ sẽ thành chánh giác. Có 25 ức chúng sinh được pháp nhẫn không thoái. Có 40.000 ức na do tha 100.000 chúng sinh đối với đạo vô thượng Bồ Đề, vì từng phát ý hay mới gieo trồng các căn lành, nguyện sinh về thế giới Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà, đều sẽ sinh về cõi nước của Đức Như Lai kia. Các phương khác lần lượt được thành Phật cùng tên là Diệu Âm. Có 80.000 ức na do tha chúng sinh được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng Bồ Đề, là những loài hữu tình mà Phật vô lượng thọ kia khi xưa tu hành đạo Bồ Tát đã thành tục cho. Những hữu tình này đều sẽ sinh thế giới Cực Lạc, nhớ nghĩ chỗ phát tự nguyện khi xưa đều được thành mãn. Bây giờ tam thiên đại thiên thế giới chấn động 6 cách, gồm hiện các loại thần biến hiếm có, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới, vô lượng ức na cho tha trời người. Ngay lúc đó âm nhạc không trỗi mà tự vang, mưa hoa trời mạng Đà La, hoa ngập tới gối cho đến cõi trời Aka Nị Tra, làm ra các loại vi diệu thù thắng để cúng dường. Phật nói kinh này rồi, Bồ Tát Di Lặc và Tôn giả A Nan, tất cả đại chúng nghe Phật nói đều rất hoan hỷ, tín thọ vui mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Phật Vô Lượng Thọ, Nam mô Đức Phật Vô Lượng Thọ, Nam mô Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử ba chúng sinh đều trở thành Phật đạo.